Không phải tin được trong hạn này. Hello, welcome back to my channel. So today I will reaction for the new single. This is Zenithia and Poetava. Oh, I'm not sure, but I will this. I don't know, true or fail, but I try. Okay, Zenithia. Poetava. Ok, dù đây là một ca khúc rất là cũ nhưng không sao cả, chúng ta thử nghe thử nhá. Bắt đầu thế nào? 1, 2, 10, 3. Wow, lúc đầu nghe nhạc rất là tưng 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 tưng. Một cô gái mặc ăn mặc rất là mộc mạc luôn, đứng ở sân khấu và vừa biết còn dây vào. Dạ, chúng ta cùng trao đổi giọng hát của cô thế nào. Wow, một giọng hát a pencil voice, một giọng hát rất là lạ luôn. Giọng hát cái như kiểu là những đứa trẻ, những đứa trẻ trong xã mới hạ phải không? Khuôn mặt rất là đặc biệt, rất là thằng ngơ luôn. Đặc biệt tỏa cái màu vẻ rất là hồn nhiên ở trong cô gái này, siêu đặc biệt luôn, người thấy như thế. Giọng hát mình cảm nhận một chút xíu va pha của như là của người phụ nữ Nhật Bản vậy. Yeah, a little bit the same Korean, no, Japan woman. Một giọng hát trống và mình cảm nhận như thế. Yeah, Poketivat, Poketivat, yeah. Như kiểu là mình trẻ lại, must be young and must be happy again. Yeah, this voice, this song, wow, love her. Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Không phải tin được trong hạt này, khuôn mặt này và hình thể này mà có thể hạ được trong hạt rất là tuyệt vời, như kiểu là một cái máy rất là trong sáng, có thể làm điều đó. Wow. Wow, đồ nhà thì làm ta cảm thấy rất là vui nhộn. Sân khấu mình như hôn chẳng lắm, nhưng mà
không phải là hoàn tuyệt vời. Không quá chẳng lẽ không có phải mặt của tôi là thứ mà để lại cảm xúc chúng ta mà thiêu lên lót lót. This song very very amazing. The voice and everything is simple, but the voice very very special because her voice clearing everything be okay. I love this song. Okay, if you like video, please like, subscribe, and don't forget share this video for your friends and your family. Thank you. See you for next video.